Cho chị thêm bông ướt em ơi. Bông mọi người ơi. Chỉnh rồi, chỉnh mấy ngày nay rồi, không được. Bị ấy rồi. Mát mát nhưng mà không có đủ độ mát. Thử mấy ngày rồi. Ý là bình thường nó rất là mát, hiểu không? Cứ đi, cứ keo người qua sữa đi. Mọc lắm bụi kìa, bụi ghê lắm. Kêu họ vệ sinh hoặc là cái ấy đi.
Lạnh trong máy chứ lạnh ngoài này đâu. Cái bụi á, thấy bụi ghê luôn. Cần buồn ngủ chứ. Bụi nhiều đúng không? Xong rồi mũi về dưới sữa.